mọi người. Mình tên là Nguyễn Thành Luân và mình đã đến được với công việc nhiếp ảnh đã gần được 6 năm rồi. Công việc chủ yếu hiện tại của mình đó là chụp ảnh và quay phim trong mảng cưới và commercial. Chú trọng nhất đó là vào khoảnh khắc và cái tính tự nhiên. Vì đối với mình á, thì tất cả những cái thứ setup rồi sau này nó sẽ phai nhạt với thời gian. Nhưng mà những cái cảm xúc chân thực thì nó sẽ mang lại cái giá trị trường tồn. Riêng với bản thân mình nghĩ rằng cái thiết bị ít nhất là chiếm khoảng 4% đến 50% những cái mà mình làm được thời điểm hiện tại, nó phải chuyển đổi được giữa công việc chụp hình và quay phim một cách liên tục và lúc nào nó phải sẵn sàng. Thứ hai là nó phải gọn, nhẹ và có tính cơ động, bởi vì mình là một người di chuyển rất nhiều. Và cái thứ ba đó là nó phải bền bỉ, tức là nó phải phục vụ được trong tất cả mọi trường hợp. Cái điều mà mình tự hào nhất cho tới hiện tại đó là cái bebo của mình không ngừng thử cái mới và không sợ thử thách. Hẹn gặp các bạn ở BN Friday.